sen ha. Thì cái cưa tay này nó có thêm cái đặc biệt là cái khối khung nhựa này để nó định vị theo cái đường cắt chúng ta đó, thì nó cắt góc 45 độ góc chéo hoặc cắt thẳng ha, ta định vị đó. Vậy bác giới thiệu cái cưa trước. Đây cái cưa của hãng Tôn Sen. Thì cái cưa này có giá là 170 ngàn nha nguyên bộ. Cái chiều dài của cái cưa là 3 tấc. Thì trên cái cưa này á, nó thiết kế là phía trên này là viền nhựa nè để chúng ta bảo vệ á. Đó viền nhựa ha. Đó đây phần nhựa, còn đây là những cái răng cưa đó, răng cưa cầm rất là đã tay luôn ha, cầm rất là đã tay đó. Thì cái khung nhựa này nó có tác dụng là nó định vị cái đường cắt chúng ta, ví dụ chúng ta cần cắt một cái đường chéo. À, chúng ta cắt một cái đường thẳng đây, ví dụ như đây nó cắt đường thẳng ở đây, cắt đường thẳng nè, cắt đường thẳng ta để gỗ ở đây ha, hoặc là gì đó chúng ta đừng cắt đưa gỗ vô đây ăn, cắt đường thẳng hoặc là cắt đường chéo ha, đây đường chéo nè, đó đường chéo ha, cắt đường chéo đó hoặc là đường chéo bên đây ha. Tất cả cái đường chéo này á, là 45 độ đó, hoặc là anh ta để vát cạnh vát đầu trên đây vát gấu đầu á hai người ha. Đó vát đầu thì cái khung này nó có tác dụng là định vị chúng ta cắt theo cái định vị cái đường đường cái cưa cho chúng ta cắt đó ha, cho nó chính xác ha. Thiết kế rất là hay nha mọi người, rất là đẹp. Thì cái cưa này chỉ có giá 170 ngàn đó ha, người có nhu cầu liên hệ tôi số điện thoại bên trên ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người.